Đây. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming nha. Di Khải chúc anh em xem video vui vẻ thôi. Trong vợ chồng Tống Kim buổi trưa này khá là vui. À, Khải với mình chơi X4, hai anh em đội xanh, một thiên nhẫn và một thí yên đồ tranh giành top 1 với nhau. Anh em thấy điểm số không? 54 kè 6 và 54 thua 60 điểm. Rồi chào anh em xem đồ thiên nhẫn nha. Nhẫn này hôm trước là top 4, top 5 server nè. Hôm nay chưa có nhập hạng. Anh em xem đồ này, nói chung set đồ này cũng khá đẹp. Set đồ này cũng đi vũ khí thủy và nón thủy nha nè. 1940 40. À nè, cho anh em xem. Alo. Cây kích hôm bữa ông mua nhiều. Hãy cho anh em xem cây kích mua nhiều. Nhiều anh em bảo Khải bỏ 10 kim mua lại phí. Không có phí đâu nè. Nè, nó hỏi xem mua nhiều vậy. Nè, hôm trước nói mà quên rồi. Khải mua 10 kim là Khải nghĩ là rẻ nè, chứ không có mắc đâu. Đó, cái kích này cũng tương đối giống cái kích mình luôn nè. 20 kim, anh em thấy chưa? 20 kim à. Đó, anh em thấy chưa? Cái kích này cũng giống như cái kích mình luôn nè. Đó, cũng cho 40 dòng 1. Chỉ 1 dòng 1 thôi mà người ta đã mua 20 kim rồi. Còn Khải thằng Khải mua cái 10 kim mà anh em lại bảo là tăng bốc BR server. Không phải đâu anh em, server nó hiếm là nó vậy á. Những cái cây vũ khí mà chón dòng 1 như thế này thì khó lắm nè. Không có luôn. Không có luôn. Nói chung là chân lệnh được nửa tháng rồi. Đó, set đồ rồi nè. Này thiên nhẫn nha, thiên nhẫn nữ nha. Và hiện tại tổng sơ qua thì cả nhìn set này là 80 chón, 80 chón 85 chậm anh em ơi. 40 chón từ nón nè, 40 chón từ vũ khí này. Áo kim. Sinh lực cao. Dây chuyền kim, sinh lực đại lưng kháng lôi 30. Nhẫn khăn lôi 19. Giày khăn lôi 22. Ngọc bội kháng hỏa. Nhẫn sinh lực nội lực. Bao tay 140. Tính thì set này là đạt 80 chón và 40 chậm anh em ơi. 40 chậm. Đó. 80 chón 40 chậm cho cho anh em xem đồ. Đó, để thấy chưa? Đó, nói chung là 80 chón, 40 điểm chậm. Đó. Thì buổi trưa thì đánh tầm 60 người ra nè, 70 người nè, buổi trưa tầm 70 người. Hiện tại server đang được x2 điểm tống kim á. Nên là được các cao thủ tham gia đánh tống kim khá là nhiều. Đó. Nói chung là set đồ cũng khá là ok anh em. Không phải quá quá gì nhưng mà thằng nghĩ tầm set đồ 80 chón và 40 chậm như thế này thì nhận đủ chơi rồi nè. Thiên nhẫn mà. Thiên nhẫn thì ưu tiên ghi cái chón trước là đẹp rồi nè. Còn sau này có tiền thì mua ngọc bội làm chậm 40 nữ. Mà tầm này server chưa có nè. Tầm này làm chậm 40 chưa có. Ừ, nhờ ba con nợ bơ sơ nè. Hài não vậy liền. Khúc cuối cả đi farm nợ bơ sơ ăn lại. Tại vì còn có mười mấy giây mà muốn phơi lên được top 1 á. Đó. Chung là đồ sinh lực, nỗ lực khá đẹp. 40, 120, 10, 86. Rồi 16, 44. Nó thì chưa được đẹp cho lắm. Vũ khí chỉ có một dòng chón thôi. Bàn tay làm chậm 40, nội lực. Nhẫn sinh lực, nội lực. Ngọc bội thì kháng hỏa 1 dòng 1. Đó, nói chung là set đồ này khá là ổn rồi nè. Ở server này hiện tại thì ông này cũng nhất kỹ 2 cấp rồi. Một cái ngôi sao trên đầu với lại một cái phi phong rồi nè. Đó. Rồi, nói chung thì anh em xem video này đừng quên ủng hộ cho mình chơi X4 một like chia sẻ cũng như Di Khải Gaming một like chia sẻ nha. Những video như thế này Khải sẽ up trên kênh cũ nha. Khải sẽ up trên kênh cũ nha. Còn anh em trên live thì xem trực tiếp, anh em có thể xem lại ở trên kênh cũ những video Khải làm này nha anh em ơi. Rồi, đó, hôm nay thì, đó anh em thấy chưa? Buổi trưa đánh thân ghét chưa? Khải lúc nãy là liên chạm 43, ông này anh em sánh đi, được top 2 tổng kim. 54 ca điểm 171, 171 người và 150 nửa bên sau. 25 tử vong, 30 liên chạm, đó, nhìn đẹp chưa? Rồi. Anh em thích xem cao thủ nào thì cứ comment bên dưới, đỡ cái gì Khải sẽ soi tiếp tục những cái trận tổng kim tiếp theo nha. Bữa bị đeo không thua đâu. Bị đeo không thua đâu. Đeo hai lần quá kỳ. Bị đai hai lần. Rồi.